bừng sáng tiệc tất niên với hàng dương Sakura. Kính mời quý khách đến với hàng dương Sakura, nơi ẩm thực Việt Nhật hội tụ, mang đến trải nghiệm tuyệt vời chỉ với giá từ 250.000 đồng một người. Tận hưởng không gian ấn tượng cùng dịch vụ trang trí miễn phí, hàng dương Sakura sẽ làm cho buổi tiệc của bạn trở nên đặc biệt và khó quên. Ưu đãi đặc biệt, nhận ngay vào chờ món ăn hấp dẫn và bi tươi khi thanh toán hóa đơn từ 3 triệu đồng. Ngoài ra, cho đoàn từ 10 khách trở lên, chúng tôi cung cấp dịch vụ trang trí cao cấp, tạo nên không gian ấn tượng và sang trọng cho tiệc của bạn. Dịch vụ tiệc tại gia và công ty không chỉ phục vụ tại nhà hàng, hàng dương Sakura còn mang đến dịch vụ tiệc tận nơi, với gói dịch vụ trọn gói từ việc sơ túc đến ẩm thực đỉnh cao. Dù bạn muốn tổ chức tại nhà hay tại công ty, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ. Tiệc trọn gói, hàng dương Sakura cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho tiệc của bạn, từ sân khấu, âm thanh đến ánh sáng chuyên nghiệp. Thiết kế thư mời điện tử sẽ giúp bạn gửi lời mời một cách tiện lợi và ấn tượng. Đội ngũ nhân viên phục vụ chu đáo và bãi đậu xe rộng rãi sẽ làm tăng thêm sự thoải mái cho quý khách. Menu đa dạng với hơn 200 món ẩm thực phong phú, chúng tôi tự tin có thể đáp ứng mọi khẩu vị, từ những món ăn truyền thống Việt Nam đến hương vị đặc trưng của Nhật Bản. Đặt bàn, tổ chức tiệc Quý khách vui lòng liên hệ hotline 18009478 để đặt bàn hoặc tổ chức tiệc. Địa chỉ Hàng Dương Sakura, 1 Hàng Dương quận 4, 224 đường 48, phường 2. 2 Hàng Dương quận 7, 132 đường 65, Tân Phong. 3 Hàng Dương Sakura, 16 đường 77, Tân Phong, quận 7. Đặc biệt, Hàng Dương Sakura không ngừng tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tiệc bao gồm trang trí, bắt đờ rốt, bánh kem và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác nhằm mang đến cho thực khách những trải nghiệm đáng nhớ. Hãy để hàng dương Sakura chinh phục vị giác của bạn bằng những món ăn tuyệt vời và không gian lý tưởng, giúp bạn tận hưởng những giây phút quý báu bên người thân và bạn bè. Đến với hàng dương Sakura, bạn sẽ được trải nghiệm một không gian ẩm thực đẳng cấp, từ hồ hải sản tươi sống, khu vườn bờ sông, phòng tiệc sang trọng, đến chất lượng dịch vụ tận tâm đây chính là địa điểm lý tưởng để tổ chức các buổi tiệc gia đình, họp mặt bạn bè, tiếp đối tác kinh doanh, tiệc công ty và các sự kiện đặc biệt khác. Mừng xuân giáp thìn, mở cửa xuyên Tết, đặc biệt, nhân dịp Tết nguyên đáng giáp thìn, hàng dương Sakura quận 7 sẽ mở cửa xuyên suốt dịp Tết, sẵn sàng chào đón quý khách hàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức bữa tiệc Tết ấm cúng và tràn ngập niềm vui tại hàng dương Sakura. Chúng tôi tin tưởng rằng, với không gian ấm áp và thực đơn đặc sắc nhà hàng sẽ là nơi lý tưởng để bạn đón chào năm mới bên gia đình và bạn bè sự kiện đặc biệt nếu bạn đang lên kế hoạch cho một sự kiện đặc biệt hàng dương sakura cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp từ tiệc tổng kết năm hội nghị đến buổi lễ kỷ niệm chúng tôi sẽ giúp bạn tổ chức một sự kiện không thể nào quên hàng dương sakura nơi quy tụ ẩm thực và văn hóa khi đến với hàng dương sakura bạn không chỉ được thưởng thức ẩm thực đặc sắc mà còn được trải nghiệm sự đan xen giữa văn hóa Việt và Nhật. Mỗi bữa tiệc tại đây không chỉ là bữa ăn, mà còn là hành trình khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Chương trình giải trí, đặc biệt, trong mùa lễ hội, hàng dương Sakura tổ chức nhiều chương trình giải trí đặc sắc. Từ những màn biểu diễn âm nhạc truyền thống đến những tiết mục hiện đại, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để mang lại cho quý khách những phút giây thư giãn và vui vẻ chất lượng dịch vụ dịch vụ tại hàng dương sakura luôn được đánh giá cao về chất lượng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thân thiện và luôn sẵn sàng phục vụ để đảm bảo mỗi bữa tiệc của bạn trở nên hoàn hảo sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hãy đến và trải nghiệm chúng tôi mời bạn đến và trải nghiệm sự khác biệt tại hàng dương sakura cho dù là bữa tiệc tất niên công ty hay bữa cơm gia đình ấm cúng hàng dương sakura sẽ mang đến cho bạn không gian tuyệt vời và ẩm thực đỉnh cao